Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Sao Mai. À, thì uh, hôm nay là chủ nhật sáng sớm mới có hơn 6 giờ thôi. À, tranh thủ thời gian thì mình cũng muốn làm một cái video về nhận định thị trường tuần tới cho anh em. À, tuần vừa rồi anh em biết là thị trường nó bị ảnh hưởng bởi những cái tin tức như CPI và PPI nên mà làm cho uh, những cái thị trường hàng hóa như vàng này, rồi đồng tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum tăng giá rất là mạnh, một ngày trung bình tăng từ 3 đến 5% lận. Thì ngoài vàng và Bitcoin ra thì trong tuần vừa rồi ấy, cái đồng yên nhật cũng được hướng lợi. Đây mình gọi biểu đồ yên nhật cho các bạn xem. Đây các bạn thấy yên nhật tuần vừa rồi cũng được một cái đà tăng giá khá là tốt. Đấy, tất cả những cái đồng tiền mà liên quan đến yên nhật đều giảm cả. À, này, NG, AG, rồi ENG này tất cả đều giảm. Kể cả UG cũng vậy. thì uh, trên màn hình các bạn thấy đây chính là con vàng đó vàng trong cái thứ sáu tuần vừa rồi thì khá là nhiều anh em ở trong nhóm kêu là xa bờ quá uh, rồi cũng bảo mình là phân tích xem là uh, liệu mở cửa ở tuần tới có xuất hiện gáp hay không thì anh em nhìn vào cái cây nến uh, cây nến đóng ở khung d 1 này anh em cũng biết là cái việc đóng ở cái mức giá cao nhất như thế này ấy, thì sang tuần tới và sang ngày mai thứ hai 90 phần trăm là xuất hiện gáp rồi gáp ở đây là gáp tăng hay gáp giảm thì ở đây mình sẽ nghiêng về cái gáp tăng nhé thì uh, trong cái tối thứ sáu vừa rồi mình cũng bị dính một cái lệnh stop loss của con vàng này ở đây mình cho các bạn xem vì sao mình lại dính stop loss nhé mình kẽ từ đây này mình kẽ uh, từ đây đến qua cái đỉnh này đấy một cái đường trên line uh, một đường trên line rất là mạnh nhé đường trên line này mình vẽ ở trên khung thời gian là khung tuần đấy mà các bạn biết ở những cái đường trên line ở khung tuần khung tháng ấy, hoặc khung ngày ấy, đấy là những cái đường trên line mà cho chúng ta những cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự rất là mạnh à, ai ngờ đâu mình vào ở một vùng giá là 1945 đặt sell limit ở 1945 ai ngờ đâu nó tăng một mạch lên không kiểm soát luôn đây các bạn thấy tăng rất là khủng luôn nhé rất là mạnh luôn à, mình vào lệnh đâu 1945 ở trên đây đấy à, mình đặt SL đâu đấy hình như là 10 giá 1955 và TB mình đặt là 20 giá đấy à, nói là 20 giá nhưng mà canh canh khoảng tầm 1 giờ là mình đã có thể là cắt lệnh được rồi bởi vì thứ sáu mà thứ sáu mình biết là thị trường nó cũng phim Mỹ nó đi rất là chậm nên mà mình không muốn để lệnh qua đêm ai ngờ đâu hôm đấy thị trường nó đi căng quá đi một mạch phát lên tận 1988 luôn, rất là may là mình đã không DCA nhé, mình đã không bồi lệnh thêm. Ờ, trong tối đấy cũng có đâu hai bạn ấy hỏi mình là bạn ấy vào lệnh vàng đã bị uh, dính lỗ rồi, bạn ấy hỏi mình là có nên uh, DCA không? thì mình đã khuyên mình đã khuyên là không nên DCA nhá, bởi vì các bạn mà để ý vào thứ sáu tuần trước là biết, thứ sáu tuần trước ấy, đối với lại, với lại thứ sáu tuần này nó tương tự như nhau, là cứ tối thứ sáu thị trường nó sẽ đi nghiêng về một chiều và không quay đầu. À, bắt đầu từ 7 giờ tối đến tầm 4 giờ sáng, đến khi mà đóng phiên ấy, là thị trường nó đi một mạch luôn. Đây mình cho các bạn xem vào tối thứ sáu tuần trước. À, đây, các bạn thấy. À, tối thứ sáu tuần trước là đây. À, ngày 13 này. Đây, các bạn để ý, nến nó đi một mạch luôn, mạch đến khi mà nó đóng cửa thì thôi. À, đóng giá hầu như là cao nhất ngày. Tương tự như tuần này cũng vậy. Tuần này mình đã ngửi cho cái mùi rồi tiếc là đúng vào cái vùng giá gặp trên like mình mình nghĩ là nó xuống cơ nó sẽ xuống đâu đấy còn tầm 50 giá cơ nhưng mà mình đã vào lệnh ai ngờ đâu nó phá cả qua cả cái vùng trên like này và nó tăng lên đấy thì cá nhân mình nhận định là sang tuần tới rất có khả năng là sẽ xuất hiện gáp nhé gáp thì nó sẽ có hai trường hợp nếu thiếu theo phán đoán của mình nếu mà gáp gáp lên đấy gáp lên thì nó sẽ lên đến vùng tầm 1996 đến 1920 là nó sẽ đi xuống, đi xuống. Còn trường hợp thứ hai, ấy, còn trường hợp thứ hai ấy, nếu mà gáp nó xuất điện là gáp xuống đi, thì kiểu gì nó cũng sẽ đi lên lớp gáp, nó sẽ đi lên lớp gáp và quay trở về cái vùng giá 1996 và nó sẽ đi xuống. Vậy thì vì sao mình lại cứ bảo là nó đi lên vùng 1996 là nó sẽ giảm? Đây các bạn lại bật lên khung thời gian là khung tuần hoặc khung ngày để các bạn xem. đấy đây các bạn thấy rõ rất rõ này ở đây có một cái đỉnh ngay trước đấy ở đỉnh ở đây ấy, là tại vùng giá là 1999 là vùng giá 2000 đấy đấy thì khi mà giá nó đi lên trên đây thì kiểu gì nó cũng đi xuống bởi vì lực đi lên của nó là hiện tại đang vùng quá bán rồi à, vậy chi nó mà có tăng lên ấy thì nó cũng chỉ tăng tăng gọi là tăng rút râu tăng rút râu có nghĩa nó sẽ đi lên sau đó nó sẽ đi xuống gọi là tăng rút râu đấy, đấy thì lúc này các bạn mà muốn các bạn mà muốn đi xe hoặc là bắt đỉnh ấy các bạn có thể là canh treo limit tại cái vùng giá là 199697 gì đấy à, lúc đấy là các bạn canh treo là được rồi đấy sao tại vùng giá 1996 1997 đây là vùng giá đẹp để vào lệnh và các bạn mà để ý ở dưới RSI ý mình nghĩ mình nghĩ sắp tới sẽ xuất hiện một cái tín hiệu phân kỳ thôi, phân kỳ hai đỉnh. À, hiện tại thì chưa chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ đâu, bởi vì chưa có xuất hiện cái cây nến giảm. Nhưng mà mình nghĩ sang tới ngày mai là thứ hai thì sẽ xuất hiện cái tín hiệu phân kỳ hai đỉnh. Lúc đấy các bạn có thể là vào lệnh. À, nếu mà nó xuống thì sẽ xuống đến đâu? À, thì khi mà nó xuống ấy, thì các bạn để ý nó sẽ xuống tới cái vùng giá này này. Đây đây chính là cái vùng giá mà nó sẽ đi xuống. Vậy chi là nó sẽ xuống khoảng tầm vùng giá 1965 à, 1965 à, Nó lên vùng giá 2000 nghìn Bởi vì thông thường ấy, những cái vùng giá đẹp như 2000 ấy, Là ở đây có một khối lượng bán sell limit rất lớn Nhưng mà các bạn không nên mà đặt sell limit tại vùng giá đấy nha Các bạn đặt sell limit tại vùng giá 1996, 1997 à, bảy thôi SL à, thì các bạn đặt khoảng tầm 10 đến 15 giá TP thì các bạn sẽ đặt quanh đâu đấy ở vùng 1970 hoặc là 1965. Đấy. Các bạn đừng có đặt nó ở về vùng 195x nhá, rất khó để nó về vùng 195x trong thứ hai thứ ba. Đấy, đấy chính là một số cái gợi ý của mình. Rồi, mình sang tới một số các cặp tiền khác nhá. về cái đồng đô la Úc trên đô la Mỹ, đô la Úc trên đô la Mỹ này á thì hiện tại các bạn cũng nhìn thấy là à, nó đã chạm về cái vùng kháng cự mà trước đấy nó đã break cao đây nó đã break cao của cái trendline này này ngoài ra nó đã break cao ra khỏi cái vùng giá à, hỗ trợ trước đấy à, các bạn thấy nó break cao à, break cao đi xuống này xong quay trở lại retest này đấy sau đó nó lại đi xuống này xong hiện tại nó lại đang quay trở lại retest lần hai các bạn lưu ý nhá Cái đoạn này này à, Cái đoạn mà quay trở lại retest lần hai này này đoạn này các bạn không nên sao nhá, vì sao? Vì theo nhận định ở tuần tới của mình ấy thì rất có khả năng là cái đồng đô la úc trên đô la mỹ này nó sẽ tăng, nó sẽ tăng, break cao ra khỏi cái vùng này, bởi vì trước đấy nó đã chạm hai hay ba lần ở cái vùng giá kháng cự ở trên rồi, nên mà tới cái lần chạm thứ ba thứ tư này ấy, thì rất có khả năng là nó sẽ đi lên. Rất có khả năng là nó sẽ break cao đi lên Và theo cái phân tích cơ bản của mình ấy, Thì đồng đô la Mỹ Sang tuần này Nó cũng có thể là đang tiếp tục giảm nữa Đang tiếp tục giảm nữa Vậy nên là những cái đồng như AU, GU, EU, NU ấy, Thì nó sẽ tăng giá thôi Thì nó sẽ tăng giá Vậy nên các bạn Ở cái đoạn này các bạn không nên sell nhé Các bạn chỉ có canh buy thôi Vậy thì canh buy ở vị trí nào các bạn canh buy ở quanh cái vùng giá 1 à, 0.6740 này mình gọi đây cho các bạn này các bạn buy ở vùng giá là 0.6740 các bạn có thể là buy stop ở đây đấy các bạn mà đánh dài hạn một chút ấy, có thể là đợi cho nó ăn một 200 trăm là bình thường nhé đấy còn về GU, GU ấy thì cũng tương tự như AU nhưng mình vừa phân tích thôi là nó đồng đô la Mỹ sang tuần tới nó mà giảm giá thì đồng bảng Anh nó sẽ tăng giá. À, ngoài ra bảng Anh này, cái niềm tin mà tăng giá sang tuần tới nó còn lớn hơn cả so với đồng đô la úc trên đô la Mỹ khi nãy mình vừa phân tích nữa. Mặc dù các bạn thấy hiện tại nó đang giao động quanh ở cái nêm giá này đúng không? Đấy, giao động quanh cái nêm giá này đúng không? Rất rất nhiều bạn có thể là sẽ nghĩ là treo ở đây là vùng giá đẹp. Nếu mà các bạn treo ấy thì các bạn cũng chỉ ăn được ngắn hạn thôi. Đó có nghĩa là các bạn Uh, sell thì sẽ đợi cho nó về quanh quẩn đâu dưới đây là các bạn chốt lời uh, thì là đẹp uh, còn các bạn mà sell mà đặt kỳ vọng là xuống dưới vùng này thì không có đâu không có đâu cá nhân mình uh, phân tích nhá Còn nếu mà theo cái nhận định của mình ấy, thì bảng anh trên đô la Mỹ có khả năng là nó sẽ đi về cái vùng uh, đường trên lai này sau đó nó sẽ đi lên bứt phá break cao đi lên đấy có nghĩa là lần chạm các trên lai lần thứ tư là nó sẽ là breakout cao À, đấy break cao khi mà nó đã break cao rồi ấy, thì đồng bằng anh sẽ tăng giá rất là mạnh nó sẽ tăng giá rất là mạnh nó có thể là tăng giá lên tận cái vùng trên này này đấy các bạn có thể hầu được nhé à, tầm bốn năm trăm pip ấy không ít đâu ở à, không đâu tầm 200 pip thôi à, 200 pip à, à, 200 pip thì SL SL ở đây các bạn mà đặt ấy khoảng tầm ở à, à, ừ, 500 pip cái tỷ lệ rr là 14 À, bảng anh ấy, niềm tin là nó đi lên của mình rất là cao đấy các bạn cứ đợi mà xem nhé đợi mà xem xem có đúng không à, euro và bảng anh thì có chung nhận định rồi à, à, bảng anh như thế nào thì euro nó sẽ đi như vậy thôi nó vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới đây là theo nhận định của mình các bạn cũng đừng có tin tưởng hoàn toàn vào nhận định của mình nhé các bạn phải tuân thủ theo cái quản lý vốn của các bạn nhận định chỉ là cho các bạn cái hướng đi thôi hướng đi chung của thị trường thôi chứ còn các bạn vẫn phải tuân thủ nghiêm cái quy tắc quản lý vốn chứ các bạn mà ôn in vào một lệnh hoặc là phụ thuộc hết vào cái phân tích của mình cho nó ôn in vào một lệnh thì thì làm sao mà nó bền được đấy uh, tiếp theo là về u cạc đi đồng usd trên canada usd trên canada này các bạn mà mở khung thời gian tuần lên các bạn sẽ rõ ở khung thời gian tuần này ấy, thì hiện tại nó đang chạm vào một cái vùng cán vùng cán trên line để các bạn vẽ như thế này các bạn sẽ thấy này thấy chưa rất rõ nó À, thì nó lại chạm lên vùng chân lai này và nó đã giảm xuống rồi cái con ô càng này thì tuần tuần vừa rồi mình cũng đã bắt được một cái lệnh khá là lớn mình đã sao limit tận đỉnh trên này luôn tận đỉnh trên này luôn đến bây giờ cũng đã được đến bây giờ cũng đã được mình lại chốt mình lại chốt một phần ở cái vùng đỉnh này rồi và sau đó nó lên lại thì mình lại bồi lệnh thêm đấy con ô càng rất là hay và trong thời gian tới thì nó tiếp tục nó vẫn sẽ giảm thôi nó vẫn sẽ giảm theo một hoặc hai cái cây đến tuần nữa đấy nên mà các bạn có thể tham khảo có nghĩa là nó phải giảm tầm 3 đến 300 pip hai ba trăm pip nữa thì nó mới có thể là có nhịp hồi thì các bạn cũng cứ tham khảo và canh có thể là sao con này Rồi, tiếp theo là mình điểm qua một số về cái đồng quay nhỉ Để bitcoin đi coi bitcoin. bitcoin thì tuần vừa rồi như mình đã phân tích ở trên tăng rất là mạnh tuy nhiên thì ở đây nó đã gặp một cái vùng cản rồi vùng cản này thì mạnh đấy mạnh đấy nhưng mà các bạn phải cân nhắc là bây giờ có bay thì cái vùng giá nó không đẹp nữa đâu dài hạn thì mình vẫn nghĩ là bitcoin sẽ tăng nhé dài hạn thì vẫn sẽ tăng thôi, có nghĩa là từ giờ đến cuối năm còn về ngắn hạn các bạn bảo là ở vùng giá nào đẹp vùng giá bây giờ có đẹp hay không thì vùng giá bây giờ không đẹp nha các bạn vùng giá bây giờ không đẹp à, nếu mà các bạn muốn đẹp ấy, thì các bạn có thể là đợi à, các bạn đợi cho nó về quanh cái vùng giá quanh 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 quấn đâu đấy còn tầm 25.000 đấy 25.000 nó sẽ quay trở về test cái đỉnh 25.000 này này thì các bạn lúc đấy các bạn hãy vào à, thì vùng giá đấy sẽ đẹp hơn chứ còn ở cái vùng giá 27.000 này thì không đẹp đâu các bạn vào rất có thể là bị phô mô à, vùng giá nó không đẹp đấy Hâu dài hạn thì các bạn có thể vào được thôi hầu dài hạn thì các bạn cứ đi xây chưa nhỏ vốn à. 27 ví dụ nha ở vùng giá 27k này các bạn vào tầm uh, 1 phần 3 volume rồi đợi ví dụ nó có mà xuống 25 k thì các bạn vào thêm 1 phần 3 volume nữa à, còn 1 phần 3 thì các bạn có thể là đợi cho nó giảm sâu hơn để vào hoặc là nếu mà nó mà không giảm sâu hơn thì các bạn hướng hai phần kia là được rồi bởi vì hồi dài hạn nè dài hạn các bạn tầm nhìn dài hạn của các bạn phải khác không thể đánh như scalping được đánh scalping thì các bạn có thể bị bỏ lỡ cơ hội chứ còn đánh hầu dài hạn thì thiếu gì cơ hội cho các bạn đấy đấy chính là một số cái nhận định về thị trường trong tuần tới của mình